Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái mẫu bát mã này nhé. Rồi để xem mẫu bát mã này nó có kích thước là 2 2 m nhân 80. Rồi thì chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta sẽ thay đổi kích thước. Ví dụ như là các bạn mà có những các cái kích thước nó nhỏ hơn ấy thì mình sẽ chọn nó này, transform này, scan này. Rồi ví dụ như là ván của mình có 70 thôi thì mình sẽ đặt là y bằng 70, x bằng ví dụ như là 2 m thì chẳng hạn thế, 190 thôi. Rồi thì ở trong cái mẫu này ấy, thì nó có những cái vector mà trong quá trình vẽ ấy, thì nó sẽ để lại những các cái vector này. Thì những các cái vector này thì chúng ta sẽ xây vào một cái file mới để những các cái để sau này mà khi chúng ta biết thì chúng ta sẽ xử lý mẫu nó dễ hơn. Còn những các cái vector này thì để cho các cái bạn chuyên vẽ thì các bạn xử lý thôi. Còn đâu mình mà chạy giao ấy thì mình cũng có thể mình xóa những các cái này đi. Để cho máy nó đỡ nặng thì khi xóa rồi thì mình sẽ xây ra một cái mới. Rồi mình sẽ xây ra một cái mới để không mất các cái mẫu gốc đi đúng không? Lưu ý các bạn là không gõ tiếng Việt nha. Rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mẫu này thì là sâu 5 phân này. X bằng 1m79 này. X bằng 1m90 này, y bằng 70 này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy dao và chạy làm sao mà dao nó không khỏi ao khỏi cái màn hình ấy. Thì nhiều bạn cũng chạy những các cái kích thước lớn ấy, kích thước sâu ấy thì cũng rất hay là bị ao. Rồi mình sẽ thay đổi kích thước cho nó vào 3 phần rưỡi thôi, 3 phần rưỡi là 35 ly. Rồi rồi 35 ly thì mình đã để âm nó xuống rồi. Thì mình sẽ đầu tiên thì mình chạy dao thì mình sẽ chạy ra cái mẫu bát mã này. Thì mình cái chạy ra thì mình cũng sẽ cho cái kích thước bằng với cả cái mẫu. Rồi mình sẽ tiến hành chạy ra. Cần đâu này, không này. Rồi chạy ra này. Ăn xuống bằng không này. Kết thúc. Rồi. Thì cái mẫu này nó cũng khá to cho nên là mình sẽ chỉnh lại cái step cho nó không bị ao này. 0.45 đi.